Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Nguyễn Trường Văn Châu Talk Show. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang nói về cái tin nóng sốt nhất mà mọi người cũng đang rất là chờ đợi và lo lắng. Đó là tin về coronavirus. Và Tổng thống Donald Trump và chính phủ đó hiện tại đang là cân nhắc coi những trường hợp như thế nào để được giúp đỡ bằng cái ngân khoản 1.000 tỷ của chính phủ. Thí dụ như là những ai sẽ được những cái điều kiện như thế nào để sẽ được cái gọi là cái tấm chi phiếu gửi về tới tận nhà. Tại vì em đọc ở đây đó thưa chị, thì em thấy rằng là họ nói rằng là mỗi một người trưởng thành, tức là một cái người trưởng thành đang ở Mỹ này, thì mỗi người sẽ nhận được 1.000 đô. Nhưng mà có những người giàu, những người mà rất là khổ thì không, ai là người được, ai người không? Họ nói là đại khái bây giờ mình chỉ nghe nó cũng chưa chắc người có đưa lên là income đó cho một người hoặc là một gia đình 65.000 trở xuống, tức là có những người giàu thì không cần rồi. Tại vì những người mà lương mà một năm mà 65.000 là sống paycheck, từng cái paycheck một, mà nếu bây giờ mình bị gián đoạn trong một tháng hay một ba tháng gì là thấy khổ rồi. Tiền nhà, tiền bill, tiền xe, tiền bảo hiểm, đủ thứ tiền hết. Thì những người đó cần hơn. Còn những người mà income mà từ 150, 200 trở lên thì họ đã có cái tiền dư rồi. Họ có lúc nào họ có cũng tiền dư. Còn những người kia là sống paycheck qua paycheck. Cho nên thưa quý vị, chắc chắn là quý vị cũng sẽ đón nhận những cái tin này. Nhất là những người làm trong những cái ngành nghề mà bị ảnh hưởng trực tiếp tới cái vụ cúm corona này đó. Rất là nhiều những cái việc làm mà có ảnh hưởng tới cái vấn đề corona này, chắc chắn là những người đó sẽ có những cái phương cách hay là có được chỉ dẫn để làm cách nào chúng ta có được cái nguồn cung cấp tài chính mà của chính phủ trợ giúp trong thời gian khó khăn này. Có nhiều người nói rằng là khi mà nhận được cái check này đó, chi phiếu này mà gửi đến tận nhà cho từng người một đó, mà đang gặp khó khăn thì chúng ta nên dùng cái tiền nó như thế nào. Ngày hôm nay có một cái bài viết hay lắm ở trên mạng đó, họ nói rằng là chúng ta nên bỏ vào cái chương mục của ngân hàng của mình và để dành đó. Chưa biết là cái con cúm corona này nó sẽ kéo dài bao lâu, chúng ta đừng đi mua một cách gọi là phung phí, đi mua hết giấy đi cầu, đi mua hết nước hay là đi mua hết thực phẩm rồi trữ trong tủ lạnh. Thì cái đó không cần thiết lúc này, quý vị nên để dành lại đó để mà chúng ta có thể biết đâu được là tới 6 tháng nữa, tới 9 tháng nữa thì chúng ta mới trở lại bình thường, sinh hoạt bình thường, đi làm bình thường được. Cho nên quý vị nhớ là chúng ta làm gì thì làm. Nếu có tiền, mà đây là cái tiền mà được chính phủ trợ giúp trong lúc khó khăn như vậy đó, để yên đó đi. Từ 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 mình sẽ kiếm cách, mình xài nó một cách thông minh hơn. Đúng như vậy, kính thưa quý vị, như là có nhiều người nói rằng tại vì người Mỹ họ quen xài giấy vệ sinh thì chứ còn người Á Châu, nhất là bây giờ người Nhật, họ ra một cái máy mình gắn ở trên cái toilet đó, nó còn vệ sinh hơn, còn sạch sẽ hơn máy rửa. Bây giờ thì người Việt Nam mình, Băng Châu thấy là từ hôm mà dịch bệnh cả tháng nay lan tràn thì nhà nào cũng mua cái đó về để gắn vô toilet đó. Tự nhiên cái mặt hàng đó là mặt hàng là được nhiều người mua nhất. Được nhiều người mua. Ngoài ra thì nước uống thì Băng Châu thấy là mình cứ theo kiểu người Việt Nam mình đó. Đun lên nước phong tên mình đun lên rồi mình uống cũng đâu có sao đâu. Em thấy là nước máy mở ra uống, em đâu thấy nó lạ gì đâu. Nó hơi hơi cái mùi hăng hắc, cái mùi thì thuốc tẩy gì đó thôi. Như mình không có xài thường thôi, nhưng mà trong trường hợp mà bất khả kháng thì mình cũng xài được. Cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà thưa với quý vị, đồ ăn, đồ uống thì chắc chắn là ở Hoa Kỳ này không thiếu. Có nhiều người nói rằng là đến lúc mà mình cần đi mua đồ ăn á, thì lại xếp hàng dài, hay là cái món hàng đó nó có giới hạn, mình không có được mua nhiều bằng cho cả gia đình ăn, mình mua được một miếng, hai miếng thôi. Thì làm như vậy đó thì đến lúc đó thì nó còn khó khăn hơn. Nhưng mà thật ra đó thì tôi nghĩ rằng là hôm nay chúng tôi vừa mới đi chợ Costco đó, thì chẳng thấy xếp hàng. Là lúc 12 giờ trưa đi nha quý vị nha, xếp hàng thì cũng chỉ còn có mười mấy người thôi, chứ không phải là dài mấy trăm người hay là cả ngàn người như những ngày trước. Đi vô và đi ra trong vòng có 25 phút à. Mà chúng tôi mua cũng có nước nè, cũng có thịt, đủ mọi loại thịt nè, rồi có cá nè, tôm đầy đủ hết. Bánh mì thì ôi thôi bao la luôn. Cho nên cái hình như là cái đợt bùng phát mà người ta đi mua dự trữ thức ăn đó nó qua rồi. Cho nên ngày hôm nay họ nói, ủa, hôm nay mình đi vô Costco mình thấy đồ ăn còn nhiều lắm mà, đâu có hết lương thực đâu. Cho nên thôi chắc là về nhà ăn hết đồ cũ đi, rồi từ từ đi mua đồ mới ăn sau. Nguyễn Trường biết không, cũng như là kính thưa quý vị, cái tin mà corona thì giờ nó lan tràn trên toàn thế giới, ai cũng lo lắng mà quên đi những cái tin khác.
Thì một cái tin này Băng Châu xin nói nó hơi không có dính gì corona hết. Thì nghĩa là ngày hôm qua mới sáng sớm thì động đất 5.7 độ Richter bên Utah. Bên Utah. Là một cái số vùng đã bị mất điện. Cho tới thời buổi này mình thấy, ủa, ngày xưa đó, ở bên Trung Quốc có một cái khoảng mà nguyên một cái thành phố Trùng Khánh là nó chết cả 100.000 người. Nhưng mà nó chỉ ngay chỗ đó thôi. Người ta không hoảng loạn bây giờ. Trên thế giới chỉ mới hơn 8.000 người mà chết mà người ta đã hoảng loạn. Rồi chưa kể là dịch cúm ở Hoa Kỳ mỗi một năm cũng lấy đi mười mấy, 20.000 sinh mạng. Mà người ta không quan tâm là tại vì sao? Người ta nghĩ coi như là tới cái số thì chết. Còn cái con corona này nó kinh khủng ở cái chỗ không biết nó xảy ra lúc nào. Hoặc là nhiều khi nó đã có trong người của mình rồi mà mình không biết. Cho tới khi 14 ngày sau mà nó mới phát ra thì lúc đó những người quen với mình, bạn bè, thân nhân đâu có biết là đã tiếp xúc với mình thì nó lây nhiễm một cách nghĩa là bất ngờ, cho nên người ta sợ là sợ gì, không biết nó từ đâu nó nhảy ra và từ đâu nó đến, người ta sợ là sợ cái điều đó. Có một cái điều nữa là chúng ta cũng không nên loan những cái tin mà chúng ta không biết đâu là nguồn gốc có thật hay không. Trong 2 tuần vừa qua đó thì có nhiều bạn bè chia sẻ với nhau ở trên mạng xã hội những cái tin như cái chợ đó ngay góc đường đó đã đóng cửa vì có một nhân viên bị nhiễm. Rồi chợ kia thì có người chết ngay tại cửa và bị tin đoán là có bị corona. Rồi chợ nọ này kia. Thật ra nếu quý vị không biết thì đừng chia sẻ nhiều như vậy, làm hoang mang, làm cho mọi người và nhất là tội nghiệp cái chợ đó. Họ không có ai dám tới mua đồ nữa. Cho nên quý vị nhớ là nếu mà có cái tin đó thì chắc chắn là đài rồi báo là sẽ đưa lên một cái chi tiết về vấn đề tại sao cái chợ đó bị như vậy. Quý vị mà chưa nghe gì hết rồi một người đó gọi là ác ý đó viết lên, ồ trời ơi, mới thấy chợ nọ bị đóng cửa, em ngày hôm qua hôm kia thì em nghe có nói là có chợ ABC, chợ EDF nào đó bị đóng cửa vì corona. Em ra em nhìn, ủa, họ vẫn mở cửa bán hàng bình thường mà đâu có ai bị gì đâu. Cho nên cái mạng xã hội thì nó cũng nhanh, nhưng mà quý vị nhớ là đừng chia sẻ nếu mà mình chưa tìm ra được đúng đây là một cái tin chính thức. Không chính thức thì hiện giờ là cái shopping sau có Plaza là đúng là có một người, và bên cạnh đó thì Nordstrom, Macy là tất cả các cửa hàng của họ đều đóng cửa. Họ đã thông báo cho đến ngày 31 tháng 3, tức là cuối tháng này, trong vòng 2 tuần là các cửa hàng Nordstrom và Macy chắc chắn là đóng cửa. Ngày hôm qua thì 6 giờ chiều em đi Macy's ở Westminster Mall thì vừa tới nơi hí hai hí hửng nhìn thấy bãi đậu xe vắng tanh. Tưởng ngon. Ở trong thì đèn tối thôi. Em nhìn chết rồi. Có lệnh đóng cửa hay là cái mall tự động đóng cửa trước khi mà cái lệnh được mang ra. Cho nên mình tới đây là coi như là cái mall đã không còn ai trong đó nữa hết. Họ về hết rồi. Như là chiều hôm qua đã đóng cửa rồi đó. Cho nên mà nói rằng là muốn đi mua một ít đồ. Nhưng mà cuối cùng tới nơi thì mall vắng tanh. Phải nói rằng đúng tội ghê, mấy cửa hàng trong đó buôn bán rồi sao bây giờ. Thì chắc chắn là sẽ có được những cái sự trợ giúp của chính phủ trong lúc gặp khó khăn như thế này. Những nhân viên nào phải ở nhà chăm sóc cho những người bị bệnh thì cũng được một trợ giúp một ít tiền. Những người nào mất việc trong cái thời gian này cũng được một ít tiền thất nghiệp vân vân. Hay là bị cắt cái giờ làm việc. Thì quý vị có nhiều cái cách để mà mình xin tiền trợ giúp của chính phủ lắm. Quý vị có thể lên trên cái mạng gọi là edd.ca.gov, tức là sở xin tiền thất nghiệp đó, thì họ nó có nhiều cái chương trình để giúp đỡ mình bị làm là ít giờ, mình bị mất luôn cái công việc của mình, hay mình phải ở nhà để lo cho người bị bệnh vân vân, hay là tự mình bị bệnh phải cách ly không đi làm được, thì có nhiều cái chương trình họ trợ giúp cho quý vị trong cái khoảng thời gian khó khăn này. Cho nên quý vị nhớ cái mạng tên là edd.ca.gov, mình lên để mình biết thêm được là mình có được trợ giúp hay không. Kính thưa quý vị, và trước khi chia tay tạm biệt quý vị thì Băng Châu xin đọc lại cái bài kinh này. Vui thôi, xin quý vị tha thứ. Corona satara satara corona satara satara. Chúc cho quý vị có được những cái yên ấm ở gia đình, và nếu quý vị làm những cái công việc gì mà cần thiết phải ra đường thì quý vị ra đường. Còn nếu không thì mình ở nhà cho nó chắc ăn thôi quý vị. Mình không biết ra đường mình sẽ gặp cái gì, gặp gỡ ai, đụng chuyện gì. Cho nên
cái gì cũng bất thình lình nó cũng đến, cho nên ở nhà giữ an toàn cho mình, uống thật nhiều nước, có vitamin C. Quý vị cảm cúm, quý vị gọi bác sĩ của mình, đừng tự động lái xe xuống emergency, đừng tự động lái xe xuống văn phòng bác sĩ. Quý vị mà bị bệnh, quý vị gọi bác sĩ và cho biết rằng là tôi đang bị một cái triệu chứng như vậy, như vậy, như vậy thì phải làm sao, thì bác sĩ sẽ giúp quý vị. Chứ bây giờ mình tự động lái xe xuống bệnh viện tới gặp bác sĩ thì dĩ nhiên là họ đang có nhiều cái chuyện làm nó quan trọng hơn vào giờ phút này. Cho nên quý vị nhớ là chúng ta tuân thủ chấp hành mọi mệnh lệnh của sở CDC, cơ quan phòng dịch của Hoa Kỳ, Bộ Y tế, của quận hạt, của thành phố chúng ta đang cư ngụ, thì chắc chắn là chúng ta phòng ngừa được cái sự lây lan càng ngày càng nhiều. Cho nên chúc cho quý vị có được một cái sức khỏe thật tốt và nhớ theo dõi chúng tôi mỗi thứ năm và chủ nhật 10 giờ sáng một lần, 6 giờ sáng một lần, Nguyễn Trường Băng Châu Talk Show. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.